Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Thì trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Trang 117-118 bài mét khối Thì trước khi giải bài tập của bài này Các em cần phải nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như sau A nhỏ là mét khối Người ta định nghĩa mét khối như sau mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài là 1 mét mét khối viết tắt là m 3 ở đây chúng ta có một hình lập phương có cạnh dài là 1 mét thì các em biết là một mét bằng 10 đề xi mét như vậy một cạnh của hình lập phương cụ thể đây là cạnh chiều dọc các em có thể xếp được 10 hình lập phương có cạnh là 1 dm. Cạnh chiều ngang, các em cũng xếp được 10 hình lập phương. Có cạnh dài là 1 dm. Như vậy một lớp các em sẽ xếp được 10 x 10 bằng 100 hình lập phương có cạnh dài là 1 dm. Mà ở đây chúng ta có tất cả là 10 lớp. Như vậy, một lớp các em xếp được 100 hình lập phương có cạnh dài là 1 dm. 10 lớp các em sẽ xếp được là 10 x 10 x 10, tức là 100 x 10 bằng 1000 hình lập phương có cạnh dài là 1 dm. Như vậy, hình lập phương cạnh là 1 m gồm 1000 hình lập phương cạnh là 1 dm. hay nói cách khác là 1 m khối bằng 1000 dm si khối. Các em biết là một hình lập phương có cạnh 1 m. Hình này có thể tích là 1 m khối. Để lấp đầy hình này thì các em cần phải dùng đến 1000 hình lập phương có cạnh dài là 1 dm si hay là 1000 hình lập phương có thể tích là 1 dm si khối. Như vậy các em có thể nói là 1m khối bằng 1000dm khối. Bây giờ các em đổi 1m khối ra cm khối thì các em đổi như thế nào? 1m khối bằng 1000dm khối. Mà 1dm khối lại bằng 1000cm khối. Như vậy các em nhân thêm 1000 nữa. Và các em được kết quả bằng 1 triệu. 1m khối bằng 1 triệu cm khối. Tiếp theo các em sang phần B nhỏ nhận xét ta có nhận xét thứ nhất là mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Tức là hai đơn vị đo thể tích liền nhau thì đơn vị lớn nó gấp 1.000 lần đơn vị bé. Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1 phần 1 000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Tức là trong bảng đơn vị đo thể tích thì hai đơn vị liền kề nhau. Đơn vị bé bằng 1 phần 1 000 đơn vị lớn. Cụ thể chúng ta có một bảng như sau, mét khối, đề mét khối và cm khối. Mét khối và đề mét khối là hai đơn vị liền kề nhau. Thì đơn vị lớn là mét khối, nó gấp 1.000 lần đơn vị bé liền kề với nó bằng 1.000 đề mét khối. Một mét khối bằng 1.000 đề mét khối. Tiếp theo, một đề mét khối Bằng 1.000 cm khối cm khối là đơn vị bé hơn tiếp liền Với đề cm khối Cho nên 1 đề cm khối bằng 1.000 cm khối Và 1 đề cm khối thì bằng 1 một phần 1.000 một m khối Tương tự chúng ta có 1 cm khối bằng 1 phần 1.000 đề cm khối Đề cm khối và cm khối thì cm khối là đơn vị bé hơn tiếp liền cho nên nó sẽ bằng 1 phần 1 000 đề xin mất khối Bây giờ mở các em vào phần bài tập Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Câu E là đọc các số đo Đầu tiên các em đọc số trước là 15 Tiếp theo các em đọc đơn vị đo là mét khối Như vậy các em đọc là 15 mét khối Các em đọc số là 205 205 đơn vị đo là mét khối 205 mét khối 25 Phần 100 25 phần 100 Đơn vị đo là mét khối 0,911 0,911 Mét khối Tiếp theo em sang câu B Là viết các số đo thể tích Em viết số đo 7200 mét khối Em viết số trước 7200 ghièm theo đơn vị đo là mét khối. 400 mét khối, thì em viết số 400, đơn vị đo là mét khối. 1/8 mét khối, ghièm viết phân số 1/8, đơn vị đo là mét khối. 0,05 mét khối. 0,05 mét khối. Tiếp theo em sang bài tập số 2. Câu A e là viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề mét khối Tức là các em đổi số đo ra Số đo có đơn vị là đề mét khối Cụ thể 1 cm khối bằng bao nhiêu đề mét khối 1 cm khối thì nó sẽ bằng 1 một phần 1.000 một đề mét khối Bởi vì cm khối là đơn vị bé hơn tiếp liền với đề mét khối Cho nên nó sẽ bằng 1 một phần 1.000 một đề mét khối 5,216 mét khối thì bằng bao nhiêu đề mét khối? 1 mét khối thì nó bằng 1.000 đề mét khối. Như vậy 5,216 mét khối mà đổi ra đề mét khối. Thì các em nhân với 1.000. Đấy 5,216 nhân với 1.000. 5,216 nhân với 1.000 thì các em chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 3 chữ số thì các em được kết quả bằng 5216 để xin mét khối. Các em nhớ hai đơn vị đo tiếp liền nhau. Trong bảng đơn vị đo thể tích mà đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì các em nhân với 1000, còn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì các em chia cho 1000. Tiếp theo là 13,8 mét khối bằng bao nhiêu đề xi mét khối đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé. Đây là hai đơn vị đo tiếp liền nhau. Như vậy các em nhân với 1.000 13,8 nhân với 1.000 Các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 3 chữ số Ở đây đằng sau dấu phẩy chỉ có một chữ số Đó là chữ số 8 Như vậy trước khi dịch chuyển các em phải thêm hai chữ số 0 Và bên phải chữ số 8 Sau đó các em mới dịch chuyển Thì các em được kết quả bằng 13.800 đề xin mét khối Tiếp theo là 0,22 mét khối bằng bao nhiêu đề xin mét khối? Tương tự như trên, các em lấy 0,22 nhân với 1000. 000 Các em dịch chuyển dấu phẩy của số tập phân sang bên phải 3 chữ số. Thì các em sẽ được kết quả bằng 220 đề xin mất khối. Tiếp theo, các em sang câu B viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm khối. Tức là các em đổi ra cm khối. Một đề xin mất khối bằng bao nhiêu cm khối? Đề cm khối và cm mét khối là hai đơn vị đo tiếp liền nhau. Đề mét khối là đơn vị lớn, như vậy đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé thì các em nhân lên 1000. Lấy 1, 1 nhân 1000 bằng 1000 cm mét khối. 1,969 đề mét khối bằng bao nhiêu cm mét khối? Tương tự như trên, các em lấy 1,969 nhân với 1000 ở đây các em dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Xem được kết quả bằng 1969 cm khối. Tiếp theo là 1 phần 4, 1 phần 4 mét khối bằng bao nhiêu cm khối. Ở đây mét khối và cm khối không phải là hai đơn vị tiếp liền nhau. Như vậy các em không thể nhân đến 1.000. 1, 1 mét khối thì bằng 1.000 đề mét khối DCm khối sau đó mới đến cm khối, như vậy các em nhân thêm 1.000 nữa, tức là các em lấy 1.000 nhân 1.000 bằng 1 triệu 1m khối thì bằng 1 triệu cm khối Như vậy 1 4m khối thì các em lấy 1 phần 4 nhân với 1 triệu 1 phần 4 nhân với 1 triệu Thì các em được kết quả bằng 250.000 cm khối 1 phần 4 nhân với 1 triệu thì các em lấy 1 triệu chia cho 4 bằng 250.000 cm khối. Tiếp theo là 19,54 m khối mà đổi ra cm khối thì các em lấy 19,54 nhân với 1 triệu. Nhân với 1 triệu thì các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 6 chữ số. Ở đây bên phải của dấu phẩy chỉ có 2 chữ số, như vậy trước khi dịch chuyển thì các em phải thêm vào đằng sau chữ số 4 là 4 chữ số 0. Do đó các em sẽ được kết quả bằng 19 triệu 540 000 cm khối. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 3. Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài là 5 dm, chiều rộng là 3 dm và chiều cao là 2 dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm khối để đầy cái hộp đó. Ở đây chúng ta có một cái hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài là 5 dm, chiều rộng là 3 dm và chiều cao là 2 dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm khối để đầy cái hộp đó. Hình lập phương 1 dm khối là hình có cạnh là 1 dm. Cạnh là 1 dm như vậy. Chiều dài là 5 dm. Thì em sẽ xếp được là 5 hình. Bởi vì hình lập phương có cạnh là 1 dm, như vậy 5 dm các em sẽ chiều dài các em xếp được 5 hình. Và chiều rộng là 3 dm các em sẽ xếp được 3 hình. Chiều dài xếp được 5 hình, chiều rộng xếp được 3 hình. Như vậy một lớp các em xếp được mấy hình? Một lớp sẽ xếp được 5 x 3 bằng 15 hình. Mà đây là chiều cao là 2 dm. 2 dm thì các em xếp được mấy lớp? Một hình lập phương có cạnh là một dm một dm là một lớp, như vậy hai dm các em xếp được hai lớp. Do đó, một lớp xếp được 15 hình, hai lớp sẽ xếp được là 15 x 2 bằng 30 hình. Như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán là như sau. Mỗi lớp xếp được số hình lập phương, một dm khối là mỗi lớp là 5 x 3 bằng 15 hình. Để xếp đầy cái hộp đó cần số hình lập phương một dm khối là đây có hai lớp thì các em lấy 15 x 2 bằng 30 hình. Như vậy các em có đáp số là 30 hình. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.